Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Hello em, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tô Mới Thất. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cách chơi thất vô cùng là mới lạ nha. Mình sẽ cầm tổng hành và đi lùa AD của team bạn nha. Đợi lát nữa mình sẽ đi lùa con Van Hên với cả con Caristi ở mid cho anh em xem. Bình thường thì anh em cầm Arthur thì toàn cầm bộc phá để gọi là kết liễu đối phương và ca ghét mạng đúng không? Nhưng mà trong trận lần này thì mình khác, mình sẽ cầm tổng hành để truy sát và truy cùng diệt tận đối phương nha. Character đang dẫn rúc rúc trong bụi, anh em nhớ tránh xa cái bụi ra nhá. Không là nó có cái lội tại thanh kiếm xanh là nó hất tung khá là đau đấy. Tuy là nếu mà bảo Victor mà solo mà với Arthur thì cũng không ăn được Arthur đâu, nhưng mà nó trong bụi nó cấu gì ở mấy phát nó chạy mình cũng không bắt được nó đâu. Ok, mình sẽ bật chơi một để đuổi lên mid hỗ trợ Triệu Vân. Ok, biết con Carry đâu rồi nữa. Đây anh em ơi, được của nó. Ui, bật tốc hành luôn chạy kìa. Được của nó anh em ơi. Murat thì chắc là đang chuẩn bị xuống ganh đường mình rồi, nên là chắc có lẽ mình sẽ ôm trong trụ thôi. Anh em nhớ chú ý map bản đồ nhỏ kìa. Triệu Vân cho mình đang farm đến con bùa đỏ rồi thì chắc chắn là Murat nó cũng farm đến đấy rồi. Quẩy nó còn farm xong rồi cơ, nó đang ganh mid kìa anh em ơi. Tí nữa thì Nata bị ăn hành. Ok, mình sẽ lên đây xem cái con Richter đang ăn con quái không. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Anh em nhớ chú ý bản đồ để tránh cho đối phương ganh mình và cũng như là farm tốt hơn nhé. Đấu trận thì Richter không có pha giao tranh nào với mình, chắc là cũng khá là đắn đo, kiểu là ngại đối đầu với Arthur siêu cứng. Bởi vì là Richter mà có chọc Arthur thì cũng như kiểu là gãi ngứa thôi mà. Chọc thì cũng làm gì anh em? Anh em thì không pha trao đổi chiêu thức vừa rồi thì chỉ có Richter là lỗ thôi. Chứ làm sao mà ăn được Arthur anh em, sức mạnh của công lý là Marcia mà. Ok, mình sẽ dọn lính và quay ra giúp anh em. Hất làm gì bạn Hiền, như gãi ngứa thôi trời. Mình là bạn, là mà là bạn thì mình đi qua như vô tình như lướt qua đời nhau thôi, mình đánh làm gì? Đánh có gây được sát thương là đâu mà đánh. Trời đất, mình cứ dọn lính ở mid vậy. Bởi vì bây giờ ra đường rồng thì cũng hết giao tranh rồi mà. Khi mà mình dọn lính ở đây thì chắc chắn là con Caristi nó sẽ phải về. Mà nó không về thì có thằng Richter ở đây này. Richter này. Quay Richter bật chiêu 2 khá là căng nhá. Với tình huống khó xử như thế này thì anh em nên bật tốc hành và chạy nhá. Bởi vì Murat nó chém ở chạm đó, nếu vậy là vừa đâu đau lắm. Tí nữa thì Richter lên bảng với mình rồi. Ok, nếu mà phát đấy mà không có Murat thì chắc chắn là Richter sẽ phải lên bảng rồi nhá. Triệu Vân đang ăn bùa đỏ, bùa xanh thì bị hở con Murat vào cướp kìa, không biết có bị mất không. Ui, lại còn chết nữa. Thua luôn ông Triệu Vân này. Không biết con Murat đâu rồi. Mà thôi, mình sẽ quay về đường để tiếp tục thủ đường á. Không là sẽ mất được cái đường tốt này khá là quan trọng đấy. Chắc nó đang ăn con chim nó ra ảo ảnh trả mình này. Nhưng mà sao thấy ra nhỉ? Nếu mà nó mà chạy ra ảo ảnh trả thì anh em chạy ngay ra chỗ bóng của nó nhá. Không cần biết như thế nào, cứ chạy ra chỗ bóng cho nó cho mình. Ok, mình sẽ lên dây kiên cường nhá. Dây kiên cường là một trong những món đồ không thể thiếu cho Arthur rồi. Nếu mà anh em muốn băng xả vào tranh tốt hơn thì tốt nhất là lên cái giày hộ vệ, để gọi là đứng để đỡ đạn thôi. Chứ thực ra nếu mà muốn lao vào bên trong nhiều hơn mà để mà truy sát AD thì tốt nhất là anh em phải lên dây kiên cường để khá hiệu ứng nhá. Chứ bên đằng sau đối phương toàn là những tướng tanker thì làm sao mà anh em có thể lao qua được, đúng không? Chắc chắn là phải lên giày khá hiệu ứng rồi. Mình sẽ dọn lính ở đây và chạy ra giúp team. Victor đang trong bụi nhảy lại đéo gì nữa trời, bật cả trong cuối phan lính kìa. Victor yếu đuối vậy trời đất. Có mình đây rồi. Anh em ơi, có mạng này. Đã có mạng dành cho Arthur nha, bất tử luôn. Trời đất. Trời đất, được của nó anh em ơi. Ui đau, ảo ảnh trạng khá là gắt. Thôi anh em rút lui thôi, mình cũng cạn máu rồi. Phát đấy không hồi kịp cái tốc hành của anh. Victor đang vét cái trụ kìa anh em ơi. Chết rồi, sơ ý quá trời đất. Lần này mình sẽ lên áo trong băng giá nhá. Lên áo trong băng giá xong thì một khi mà đã truy đuổi được tướng địch rồi thì đừng có hòng mà chạy nha. Ok, chúng ta sẽ ghép về con đánh này. Lát nữa thì sau khi lên xong áo trong băng giá thì mình sẽ lên vài món đồ gọi là tăng tốc độ di chuyển cho Arthur nhá.
Nhưng mà nói là tốc độ di chuyển nhưng mà nó cũng có đam và phòng thủ nữa. Bởi vì con Arthur này nó chơi theo kiểu là lửa công nửa thủ mà. Chứ anh em không thể nào chơi theo kiểu mỗi thủ không được. Và nếu mà gặp cái tình huống mà nó chơi luôn kiểu này thì tốt nhất là anh em cứ bỏ chạy thôi. Vì là mình cũng hết skin mà còn gì mà chơi với nó nữa đâu. Anh em nghĩ Arthur lửa máu thì làm sao mà ăn được con Richter này đúng không? Nhưng mà bạn sai đầm rồi. Ấy đây này bạn Hiền đấu bắt được luôn. Mình sẽ đứng đây phải chưa tức một tí. Nếu mà bạn ấy có lá chắc bạn ấy đéo vào đâu. Ui cái hi, ui cái hi nhầm, ui cái hi. Không nghĩ có cái hi lên. Đùa, chơi chiêu chó mà cuối cùng bị chó nó chiêu. Ok, một pha xử lý khá là lỗi đến từ mình. Nếu mà phát đấy mà không có cái hi hất tung thì chắc chắn là không chết được đâu. Nhưng mà con Richter nó nhảy vào nó chặt chém mấy phát nữa đê chết luôn. Trời đất, xanh quá nên ảo tưởng đấy mà. Ok, tôi cái này tập bài kiểu khác anh em ơi. Lần này Richter xanh hơn mình ở tận 400 vàng rồi đấy. Không đùa được với con chó này nữa đâu. Mình sẽ dọn xong tân lính về, chủ yếu là đi hỗ trợ team thôi. Chứ anh em chơi không nên là đứng nguyên một lên máy đâu. Ok, có vẻ như đường rồng khá là lợi thế. Mình sẽ chạy thẳng xuống đường rồng luôn. Anh em đang thất thế kìa. Có Lata ở đây rồi, sợ gì nữa trời. Chiêu cuối luôn này. Được của nó anh em ơi. Ôi nhưng mà sao Lata không giúp mình vậy? Sợ Murat à? Trời đất, Murat đi rồi, Murat ơi. Ui, nó đéo chết kìa. May là Lata dí được, mình cứ tưởng nó không chết nữa cơ. Richter là gì vậy? Richter là gì vậy? Bổ phát chiêu bạn thôi, bạn đéo giết được mình đâu. Trời đất, mình là Tùng đấy. Ê, giết là sai được mình bạn Hiền. Bạn chết chắc rồi. Ở đấy mình có tốc hành nên là mình mới ngổ ngáo thế nha. Bật tốc hành lên thì làm gì có con nào đuổi được Arthur nữa anh em. Cái kết của việc ham mạng giết top 1 Arthur nha. Ok, chúng ta sẽ ăn xong con quái này và ra đường top để farm lính. Chứ bây giờ không nên chạy ra ngoài kia bởi vì chạy ra ngoài kia rất là dễ bị gank luôn. Ok, Murat đã lên mid rồi. Mà mình sẽ đứng ở đây và vét cái trụ top này. Thì nhớ nó lại xuống top rồi anh em ơi. Chú ý cái bản đồ nhỏ một chút. Hay quá. Anh em đánh ở mid khá là hay nhá. Và ở đây thì không có ai nữa rồi thì anh em chỉ việc chém cái trụ này thôi. Ăn đủ Richter ra rồi này anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ lên món đồ tiếp theo là choàng gala nhá. Lên cái giáp gala này thì anh em chạy càng nhanh hồi máu càng tốt luôn. Làm gì nhau Richter? Richter. Richter làm gì nhau ra đây? À mà thôi anh em ạ, đứng ở đấy một lúc nữa là nó gọi bày ra nguy hiểm lắm. Mình sẽ đứng ở đây đợi Triệu Vân ra giúp cái. Ok, chơi luôn này. Chắc là Triệu Vân sẽ ra giúp mình thôi. Ok, dạ vào chạy trốn tí nhá. Ê, quay lại, úp lại, chắc chắn là chết luôn. Ôi, nhưng mà chạy khá là nhanh nha. Nhưng nếu mà bạn ấy vào vật cứng cái thủ cái trụ này chắc chắn là chết luôn. Mình sẽ băng luôn vào cái trụ này. Ôi, nhưng mà Triệu Vân bị vây kìa, thôi tạm biệt Triệu Vân. Bật tốc hành nên chạy này. Đố anh bắt được em luôn. Một khi em đã bật tốc hành thì anh có là thánh đéo bắt được. Ui nhưng mà Lata đang bị vây. Ui thôi toang người Lata ơi. Thôi không cứu được bạn rồi. Thế là buồn khi mà anh em tin tưởng mình nhưng mà mình lại chạy. Nhưng mà đối với một số cái tình huống khó xử như vậy thì chạy là một cái quyết định đứng đắn nha anh em. Nhưng mà anh em mà lưỡng lự đứng lại vẫn vẫn chết cả hai cơ nên tốt nhất là chết một người còn hơn chết hai đúng không? Ok, mình sẽ ra mid giúp anh em vậy. Richter đánh khá là gắt nha. Gắt vậy trời. Uầy. Không ổn rồi anh em ơi. Vậy ai mà chơi được nữa, mất mid giờ. Ok, phạt xong đỉnh mid rồi. Nên nhớ là thằng Murat đang đứng đằng sau anh em ạ. Mình sẽ chạy về để hồi máu. Ăn hết quái đi nội ngu cũng đúng, phải ăn hết quái thì thằng Murat mình không có tích được lợi tại chứ. Murat đang khá là xanh nhưng mà vẫn không xanh bằng mình. Tuy là nó ăn 4 mạng rồi nhưng mà vẫn không xanh bằng mình. Vì là mình farm khá là tốt. Anh em ăn nhiều mạng hay không là không quan trọng, mà quan trọng là trụ anh em có đẩy được hay không thôi. Nên nhớ là cái đường rồng kia thì đang bị lính bên mình nó đẩy cho gần lát hết rồi kia. Ok, tiếp theo anh em lên chúng mình cái giáp thủ gọi là giáp cuồng lộn tăng thêm tốc độ chạy nhá. Trận đấu này mình chỉ gọi là chơi theo tốc độ chạy thôi chứ đây không phải là cái đồ chuẩn của Arthur đâu. Chạy đâu con sâu luôn. Chạy đâu. Chơi theo kiểu này thì anh em chạy cực kỳ nhanh luôn, truy đuổi đối phương thì khỏi chê luôn. Anh em có thể thấy chạy như ma vương luôn. Di chuyển ganh các thứ cực kỳ là thần tốc và cộng thêm cái bảng tốc độ 10% chạy nữa thì ai mà lùa được nữa anh em ơi.
đi dọn lính cũng như là đi ganh cho anh em khá là kinh khủng. Quay bị quay này, bị quay anh em ơi, bị quay chạy thôi mà không chạy được rồi, không chạy được thì quay lại chơi lại, không chạy được rồi. Tiếng bạn khá là nhiều khống chế. Victor thì cứ kiểu gọi là hất xong rồi con Van Hen cứ đứng ở sau bắn trong cho choáng. Đây còn thêm cả con Kret nó nhảy ra là hất mình về một hai phát nữa nên là cũng không chạy được anh em ơi. Ok, mặc dù chúng ta đang rất là xanh nhưng mà Victor còn xanh hơn nha. Team mình đang nói chung là cũng đang lời hơn bên team bạn một trụ ở trụ mid. Bởi Lata dí và Kret mà không mất tí máu gì kìa, rõ ràng là xanh hơn. Nếu hiểu kiểu gì. Ok, mình sẽ ra đường dòng. À không, ra tốt. Mora đang ở trên kia, nó đang dọn lính bên mình rồi. Nếu mình không chạy ra thì mình sẽ mất cái trụ. Anh em giao tranh không quan trọng việc mất trụ đâu. Ok, nhưng mà nó lại chạy ra mid rồi, nó ghét cái trụ mid kia chơi kiểu dương đông kích tây à, trời. Nhưng mà chắc chắn mất trụ mid rồi anh em ơi. Con mắt ai đến kẻ hèn này. Không ổn rồi, bọn nó đông quá. Thôi đéo làm được gì nữa rồi, bất lực rồi, bọn nó quá là đông. Ui Richter băng vào luôn này anh em ơi. Mày nghĩ gì vậy trời? Mày ngổ ngáo với chúng tôi này, ngổ ngáo. Xanh quá à, tưởng là bạn yêu. Mình biết bạn rất là say rồi, bạn hổ báo thấy là sai lầm rồi nha. Ok, chúng ta sẽ vào trong mấy cái bụi này để truy lùng con Carissi. Biến về với chúng tôi à? Hắt bướm khá là đau nha. Quay dây bắt bóng anh em ơi, bắt bóng, bắt bài rồi nha. Riêng mà Murat là bị bắt bóng là chắc chắn là lên dĩa. Lên dĩa luôn nha, thêm cả bé Kret nữa. Ok. Và bây giờ thì ALL mid thôi anh em ơi. Murat này. Được đây, bắt bóng nó. Ok, thế là xong một bé Murat rồi nhá. Xong bé Murat. Chiêu cuối đến từ Arthur này. Anh em không ăn được cái con Richter ở đâu, nó khá là trâu đấy. Chơi tiếp này, ở đây có 4 người mà anh em ơi. Lại bảo đéo chết đi. Ok, một pha giao tranh khá là lỗi từ team bạn. Và bây giờ có nghĩa là trận đấu sẽ kết thúc khá là nhanh gọn thôi anh em ơi. Mình sẽ băng luôn cái trụ này để cho anh em kết thúc trận đấu. Ok. Và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.